Anh Ngọc xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Đám cưới là sự kiện quan trọng, bởi vậy cả cô dâu và chú rể đều rất háo hức mong chờ đến thời điểm được về chung một nhà. Tuy nhiên mới đây, trên mạng xã hội liên tục lan truyền hôn lễ của một cặp đôi và tâm điểm chú ý là hành động của chú rể. Chủ nhân bài đăng cho hay, khổ thân cậu em phải lái máy bay để trả nợ cho bố mẹ, một đời trai trẻ vụt tắt trong phút chốc. Kèm theo đó là clip ghi lại hình ảnh chú rể vừa mới đón dâu xong, cả hai về đến nhà trai trong sự chúc mừng của quan viên hai họ. Nhìn video, nhiều người nhận xét cô dâu có phần già dặn hơn chú rể. Hơn nữa, gương mặt chú rể không vui, thể hiện rõ sự mệt mỏi, buồn phiền. Tuy nhiên khi bước xuống xe, anh vẫn ân cần chăm sóc bạn đời, thậm chí còn nhấc váy để cô dâu khỏi vấp ngã. Chỉ sau thời gian ngắn chia sẻ, hiện clip nói trên thu về 8 triệu lượt xem cùng hàng ngàn chia sẻ, bình luận. Ngoài bày tỏ không rõ thực hư câu chuyện ra sao, nhiều người cũng khẳng định mặt chú rể non trệt như vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Khi sự việc đang gây xôn xao, VT, người chia sẻ clip đã lên tiếng. Anh cho hay chỉ đang trêu chọc bạn mình mà thôi. T tâm sự, đây là đứa bạn từ thuở mẫu giáo của mình, vì chưa rất thân nên mình mới chôn thế. Clip mình cũng đã xin ý kiến của bạn mình. Chú rể sinh năm 2003 thật, không phải 29 tuổi đâu. Thực ra cô dâu kém bạn mình 1 tuổi, hai đứa nó đi làm cùng nhau bên Bắc Ninh, sau đó yêu và cưới nhau. Bạn mình có biểu cảm căng thẳng trong ngày cưới, có lẽ là do hồi hộp vì lần đầu làm chú rể mà thôi. Mình cũng khá bất ngờ khi clip chờ bạn lại nhận về nhiều quan tâm đến như vậy. Do TikTok của mình đang bị hạn chế nên mình chưa đính chính hộ thằng bạn được, đành nhờ báo chí giúp mình. Hiện cô dâu và chú rể cũng không muốn chia sẻ gì thêm về clip đang gây xôn xao. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn chú ý theo dõi đến cuối video này. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức mới.